Thư viện pháp luật xin chào quý vị và các bạn. 419 419, mọi người có biết đó là gì không? Tôi rất thích suy nghĩ trong đầu của các bạn bây giờ. Tôi nghĩ rằng khá nhiều người đã biết đến khái niệm tình một đêm. Với sự phát triển hiện đại của xã hội ngày nay thì tình một đêm không còn quá là xa lạ, đặc biệt là với giới trẻ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều câu chuyện tình một đêm lãng mạn lúc đầu nhưng lại có nhiều hệ lụy pháp lý đằng sau. Sau đây, hãy cùng Thư viện Pháp luật tìm hiểu về tình một đêm và những vấn đề pháp lý xung quanh nó nha. Tình một đêm là gì? Tình một đêm, tiếng Anh là One Night Stand. Định nghĩa dễ hiểu là một mối quan hệ tình dục một đêm, không hề đến với nhau trên nền tảng tình yêu. Sau đêm này thì hai người sẽ tự nguyện rời xa nhau mà không xin bất kỳ thông tin liên lạc nào và sẽ không có mối quan hệ ràng buộc về tình cảm hay là tiền bạc. Tình một đêm thường khơi nguồn từ những khung cảnh lãng mạn như quán bar, vũ trường, những cuộc vui chơi vào ban đêm. Và đặc điểm nổi bật của tình một đêm là đối phương sẽ bị thu hút bởi ngoại hình bên ngoài, hoặc có thể bị thu hút bởi bất kỳ cái gì đó mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Nói tóm lại là hai bên bị thu hút lẫn nhau. Tại sao tình một đêm hiện nay là rất phổ biến? Mặc dù tình một đêm có thể dẫn đến những hệ lụy về sau như là về tâm lý, về sức khỏe, và đối với chuẩn mực của xã hội ở Việt Nam hiện tại thì tình một đêm còn vi phạm các vấn đề đạo đức xã hội, nhưng nó lại rất phổ biến là vì thứ nhất là các bộ phim, các tiểu thuyết về tình một đêm rất nhiều như là Knocked Up, Titanic, Pedo Attraction, Before Sunrise, v.v. Các bộ phim, các tiểu thuyết này làm người đọc, người xem bị lãng mạn hóa bởi tình một đêm. Nhưng thực tế ngoài đời sống lại không nên thơ như vậy. Khi đến với tình một đêm thì con người không bị áp lực vì mọi thứ như là quá khứ, tiền bạc, gia đình, v.v. Họ đến với tình một đêm chỉ nhằm mục đích duy nhất là giải tỏa nhu cầu sinh lý của bản thân. Tình một đêm có vi phạm pháp luật hay không? Nếu trường hợp cả hai bên đều đủ 16 tuổi và đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, không vì lợi ích vật chất thì không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tình một đêm lại tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến các hệ lụy pháp lý khác. Như đã đề cập thì để tình một đêm không vi phạm pháp luật thì phải thỏa mãn cả ba yếu tố. Đó là độ tuổi, sự tự nguyện và lợi ích vật chất. Vì vậy, nếu bạn thiếu bất kỳ một yếu tố nào thì sẽ có nguy cơ rất cao vướng phải những rắc rối pháp lý. Thứ nhất, độ tuổi. Cái nào quan trọng thì phải nói lại 3 lần. Nếu đối phương là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điều 145 Bộ luật hình sự. Nếu bên kia chưa đủ 13 tuổi thì bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 2 điều 142 Bộ luật hình sự. Vì vậy, mặc dù theo nguyên tắc của tình một đêm, hai bên sẽ không cho nhau bất kỳ thông tin liên lạc nào, nhưng bạn cũng cần khéo léo kiểm tra độ tuổi của đối phương bằng cách là phải xem các giấy tờ để chứng minh được độ tuổi của đối phương để tránh rơi vào vòng lao lý. Thứ hai là về sự tự nguyện. Trong thực tế, khi đến với nhau trong tình một đêm thì cả hai bên đều tự nguyện. Tuy nhiên, cũng không ít các trường hợp khi tiếp cận nhau thì hai bên tự nguyện, nhưng đến khi quan hệ tình dục thì một bên không còn sự tự nguyện, hoặc là sau khi quan hệ tình dục xong thì một bên lại cho rằng mình không tự nguyện. Trong trường hợp là đến khi quan hệ mà một bên không tự nguyện thì bên kia phải dừng ngay việc quan hệ, vì nếu mà tiếp tục sẽ phạm tội hiếp dâm theo điều 141 Bộ luật hình sự. Bạn cũng cần lưu ý đến tình huống nếu cả hai bên tự nguyện từ đầu đến cuối, nhưng sau khi quan hệ xong thì bên kia lại lật lọng, nói rằng họ không tự nguyện. Mặc dù lời nói của một bên không phải là căn cứ để kết tội, nhưng nếu rơi vào tình huống này thì bạn sẽ mất công phải làm việc với cơ quan công an, và việc chứng minh sự tự nguyện cũng không dễ dàng. Vì vậy, bạn hãy tạo ra các bằng chứng để có thể chứng minh được cả hai tự nguyện để đỡ phải gặp những rắc rối nếu rơi vào tình huống này. Thứ ba là về lợi ích vật chất. Quan hệ tình một đêm nhưng lại đem lợi ích vật chất ra để trao đổi thì bạn đã có dấu hiệu của hành vi mua bán dâm. Nếu thực hiện hành vi này với người trên 18 tuổi thì bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi mua dâm. Và người bạn tình của bạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Còn nếu bạn thực hiện hành vi này với người dưới 18 tuổi thì trách nhiệm mà bạn phải gánh chịu thật nặng nề, vì bạn sẽ bị xử lý hình sự với tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo quy định tại điều 329 Bộ luật hình sự. Cũng cần lưu ý là mặc dù là quan hệ tình một đêm không có trao đổi lợi ích vật chất, nhưng bạn cũng phải biết được tên, năm sinh của đối phương để khi công an có bất ngờ kiểm tra thì bạn sẽ chứng minh được mình không có hành vi mua bán dâm.
Và đặc biệt hơn, nếu bạn đã có vợ, có chồng mà có quan hệ tình một đêm thì sẽ không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nó lại là hành vi vi phạm đạo đức xã hội. Còn nếu bạn kéo dài mối quan hệ tình một đêm đó đến mức là sống chung như vợ chồng với người bạn tình một đêm, thì đó được xem là hành vi ngoại tình. Mà ngoại tình thì vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng. Từ những phân tích vừa rồi á, thì khi muốn quan hệ tình một đêm thì hãy lựa chọn kỹ đối phương. Cần quan tâm đến tuổi tác, sự tự nguyện của đối phương và hãy đến với nhau chỉ nhằm mục đích giải quyết nhu cầu sinh lý, không được đổ chác về mặt vật chất. Và đặc biệt hơn cả là khi bạn đã có vợ chồng thì hãy tôn trọng nguyên tắc một vợ một chồng, đừng có mà tìm đến cái mối quan hệ tình một đêm này. Và trên đây là một số vấn đề pháp lý xoay quanh câu chuyện tình một đêm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.